Xin chào. Hôm nay tuy là một cái ngày chủ nhật nó không có được tươi hồng cho lắm, nhưng mà mình muốn gửi đến mọi người một niềm vui, một nụ cười sảng khoái mà sảng khoái trong nhiều ngày. Đó chính là cái quần con voi. Quần con voi này á mình đã giới thiệu và có một một người bạn, gọi là một người bạn trai gái, đã có order 2 cái. Cho nên mình may luôn, sẵn mình giới thiệu luôn, đây là cái quần con voi, rất là dễ thương. Nói chung là ngày xưa đi Thái Lan á, thì cũng thấy ở bên Thái Lan á, bán những cái quần con voi như vậy nè. Thì cái mẫu mã với cái kiểu may của nó không có được dễ thương lắm. Đây, đây là cái hình con voi nè, cái quần nè, bên Thái Lan nó may đó, không có đẹp lắm. Còn đây là mình may rất là kỹ luôn và rất là đẹp, ra quần con voi. Có người bạn trai gái đã đặt. Tại sao gọi là trai gái? Tại vì nó là con trai nhưng mà hình thể nó rất là mỏng manh, yếu đuối và dễ vỡ, cho nên là rất là nữ tính nữa, cho nên nó là con trai gái và nó cần cái quần này đó. Dễ thương chưa? May rất là đẹp nha, rất là chuẩn luôn, để có niềm vui nữa. Thấy chưa? Ngại gì, nhanh tay lên nào. Hãy mua cho chồng yêu, đặt ngay 2 cái quần. Ai muốn đặt thì cứ việc vô tin nhắn của em nha, không có, em sẽ không tiết lộ bí mật đó, mình sẽ giữ bí mật cho mọi người. Nếu mọi người ngại không có mua, tại vì á, ở trên mạng này mỗi lần mà mình lên một cái gì đó, mình vui vẻ, mình làm cái gì đó, đều có người á, vô là soi mói lắm, nói này nói nọ, rồi á, đánh giá mình dữ lắm, gọi là quánh giá đúng không? Cho nên á, mình bây giờ mình không có chờ mọi người đánh giá mình nữa, mà mình sẵn sàng mình đánh giá ngược lại cái người mà chưa có nói động tới mình luôn. Tại vì mình biết thế nào họ cũng sẽ nói, và những người mà nói động tới mình, đánh giá tới mình á, là những người đó thuộc về dạng thiếu hiểu biết, phong kiến, thiếu suy nghĩ, hay ganh tị, đánh giá người khác. Và nói chung đặc biệt nhất đó chính là mù tịt và dốt đặc về nghệ thuật. Cho nên là những cái gì mà từ nghệ thuật, từ đôi bàn tay điệu nghệ làm ra, hoặc là cái gì đó hay ho, thì họ cảm giác giống như là họ ngại ngùng này kia. Nhưng mà sống bên phương Tây rồi, ok, cái gì nó ra cái đó, cái này là cái đẹp nhất của tạo hóa ban cho con người, thì dĩ nhiên người ta sẽ làm cái gì đó quý cho nó, che chở này kia cho nó, chứ đâu phải là bậy bạ đâu, đúng không? Đó, từ cái vụ hồi đó mình làm bánh trung thu á, hình 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 khay diêu cũng vậy nữa. Cho nên là mình bị nói dữ lắm, mình bị lên tiếng, rồi mình bị giống như là nói là mình dạng giống như bị scandal vậy đó. Đó, nói là mình là một cái người không tốt, không đàng hoàng, ô mắc mớ gì, cái đó mình không có khe, ok. Còn đây là nghệ thuật, mình làm nghệ thuật cho, đây là cái đẹp mình làm để che chở cho những cái gì tốt đẹp của con người mà tạo hóa đã ban cho, cái đó rất là quý giá, nó không có gì là bậy bạ hết, phải không? Cái quần con voi rất là dễ thương nè đó. Mà hả, ngoài ra mình cũng có thể làm cái khẩu trang nữa nè. Thấy chưa, dễ thương chưa? Làm cái khẩu trang cũng dễ thương lắm. Mình là người bày ra trước hết, chắc mọi người chưa có biết đâu. Cái tấm mà khi mọi người về Việt Nam á, mọi người thấy tất cả những phụ nữ Việt Nam đi xe máy mà che cái tấm che chân á, bây giờ với lại đeo bịt mặt rồi này kia á, cái người sáng chế là mình là người đầu tiên. Bởi vì ngày xưa năm 98 mình đi Thái Lan thì mình mua những cái váy ở bên Thái Lan á, váy vải của bên Thái Lan, thì mình đem về. Mà mình thì mình rất là thích chạy xe Honda, mà nắng quá mình thích mang quần sọt nữa, thành ra mình hay lấy cái tấm vải che đó để mình che cái chân. Và khi mà mình đi ra đường, đi tới đâu ai cũng hỏi thăm, trời ơi, cái đó là cái gì, sao em che này kia, thì họ bắt chước và sau này họ may đại trà ra những cái tấm vải che chân đó. Mình là người sáng chế ra đầu tiên chứ không ai hết, mình tự hào mình nói là mình sáng chế ra đầu tiên. Còn về cái bịt mặt á, là mình thường hay lấy cái khăn tay của mình để mình bịt mặt đi đường, cho nên là sau này cái người ta mới chế ra luôn mấy cái bịt mặt, người ta thêm 2 3 lớp, nhiều lớp vào đó. Mình là người sáng chế ra cái đó đầu tiên hết. Còn bây giờ mình không phải là người sáng chế ra quần con voi đầu tiên, nhưng mà mình làm theo Thái Lan. Thái Lan nó làm cái hình con voi cũng rất là dễ thương, nhưng mà nó làm không có đẹp bằng mình. Mình chỉ là bắt chước theo nó, nhưng mà mình làm khéo hơn nó nhiều.
Đây chính là quần con voi của Thái Lan. Và quần con voi của mình làm. Quần con voi của mình làm nó có dễ thấy không? Dễ thương không? Tròn trịa này dễ thương chưa? Thấy chưa? Cái dòi cũng dễ thương nữa nè. Dòi của quần Thái Lan nó hơi bị nhọn. Mà mình còn có một cái suy nghĩ là mình chế thêm cho cái quần con voi này nữa, là mình sẽ chế cho nó cái vòi của nó dúng 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 lại nữa cho nó dễ thương. Còn không thì cứ để vòi thẳng như vậy, không mình sẽ làm cái vòi dúng dúng cho nó đẹp đó. Còn cái vòi thì nó nhọn quá, mà lỗ tai của con voi á, thì nó làm cũng không có được đẹp nữa, nó chỉ làm miếng vải mỏng thôi. Rồi nó vắt sổ cái viền bên ngoài đó, nó rất là mỏng manh đó. Còn cái quần này thì rất là dễ thương nè, và mình sẽ làm cái quần này theo từng mùa nữa nha. À, ví dụ giống như mùa hè thì mình sẽ làm nó mỏng mỏng hơn, còn mùa đông thì mình sẽ kiếm những cái dạng lông lá lông mèo da beo gì đó, mình sẽ về làm những cái ấm đẹp nó dễ thương phù hợp cho mùa đông. Còn cái này rất là dễ thương thấy không, mình sẽ đem đến tiếng cười niềm vui cho mọi người bằng cái này. Chắc chắn đây là cái quần đầu tiên mình may thử. Sau khi mình sẽ may hai cái cho một cái khách hàng, gọi là bạn trai gái của mình, đặt hai cái, thường thì hai cái nha, làm hai cái một lần. Với lại như thế này, bảo đảm là sẽ có những cái ý kiến vào đóng góp, nhưng mà với điều kiện nha, khách hàng mới được quyền có ý kiến, còn không phải khách hàng thì đừng có ý kiến ý cò gì hết. Tại vì không phải khách hàng của mình thì không, mình không cần phải ý kiến ý cò, với lại vào nói linh tinh thì mình không có thích đâu đó. Nếu như mà không thích mình thì cũng đừng có làm gì để cho mình không có thích lại. Thành ra mình nói sẵn, nói trước như vậy luôn, để cho những cái anh chị nào mà già phong kiến cổ hủ á, mà không có điều kiện để mà học hỏi, với lại thoáng về trí thức á, hoặc là mù tịt về nghệ thuật á, thì làm ơn đừng có vào đây và ý kiến ý cò nha. Tại vì con người của mình nó thoáng đãng lắm, với lại cái ý tưởng nghệ thuật của mình nó cũng phóng khoáng lắm. Thành ra mù tịt và dốt đặc về nghệ thuật thì đừng bao giờ vô kết bạn với mình, cũng đừng bao giờ mà dòm nghiêng dòm ngó rồi xỉa xói cái Facebook của mình, thì mình không có thích phải không? Mà mình không có thích á thì mình sẽ nổi giận, mà mình nổi giận á là cái người mà làm cho mình nổi giận là cái người đó mang tội rất là nhiều đó. Ok, quần con voi dễ thương quá à. Mình đặc biệt mình tặng cho một chị rất là yêu quý. Bởi vì sao? Tại vì chị đó đã đem tới cho mình niềm vui. Và bây giờ mình sẽ đem ngược lại cái niềm vui đầu tiên này. Khi mình may cái này, mình sẽ đem niềm vui đầu tiên của mình cho chị ấy, để chị ấy có niềm vui mỗi ngày luôn. Chỉ cần một người giúp mình niềm vui thôi là mình sẽ cho lại họ lại 10 lần niềm vui như vậy. Mình sẽ báo đáp, tại vì ai chơi tốt với mình thì mình sẽ chơi tốt với người đó, còn ai giống như là tránh né mình thì mình cũng sợ, mình né luôn, mình không có dám tới gần tại mình sợ đúng không? Mình biết người ta sẽ không có thích mình cho nên mình sẽ né để cho người ta đỡ ngại. Quần con voi dễ thương quá nè, nhớ nha, nhắn tin nha, vào xem nha, nhắn tin nha, đặt hàng quần con voi nha, có người đặt rồi đó, làm thì làm luôn, với lại tùy size nha, với lại tùy theo mẫu mã kích cỡ gì đó. Đây mình sẽ có nguyên một cái bịch con mắt rồi mới mua. Bịch mắt voi mình sẽ gắn vô, tùy quần mình gắn mắt nhỏ hay mắt lớn nha, không phải là cái vải nào nó cũng có thể gắn mắt bự là nó đẹp đâu nha. Quần con voi có lợi luôn cho cả hai nữa không? Có lợi lắm, một là làm bịt mặt nè, hai là để mặc quần nè, dễ thương quá chừng luôn, quần con voi nha. Thank you mọi người watching nè. Bye nha, chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ.